một việc khác. Mời các bạn có người có điều kiện cơ thể. Chị trốn được về đâu? Ông quay chị. Đông lẻ quay trong một từ đó đâu. Người nhà mà làm.
Quay đứng đây. Thời tiết hôm nay rất chiều không? Rất tuyệt vời. Đứng lâu quá thôi mất lượt. Thôi xin phép ông nhá. Tất nhiên nó phải thế. Úp lên. Ông một tí ông vào nhé. Xin các cụ, các ông, các bà là cho họ nhà trai chúng tôi sẽ đón dâu về phòng cưới. Xin mời đại diện ta hai đỡ là như cho học. Thế tiếp theo thì xin thưa với các cụ, các ông, các bà với các đấy, như là thế hệ bố rồi thế hệ con như thế này, tôi như vậy đó là anh lớn nhất của mình và đồng thời cũng là trưởng đoàn của họ nhà trai. Thế và đi ở đây chúng tôi á thì có ông anh chúng tôi là ông Tường. Đấy, thì ông Tường là anh của chúng tôi. Thế và có bà Bảy là chị dâu của chúng tôi. Đấy, Bảy đâu rồi? Thế và như thế là về bên ngoài của cháu thẻ thì như thế là hôm nay như thế là có bà mợ, đấy tức là em dâu của mẹ cháu thẻ, và có bà dì, đấy là em gái của mẹ cháu thẻ. Thế và như thế là có một chú như thế là cũng nghỉ hưu rồi nhưng mà cũng say sưa với công tác nghệ thuật văn hóa cho nên là cũng quay phim chụp ảnh được. Đấy là chú của cháu thẻ thì xin mời ông Thao đây. Đấy, thế và trong đây thì chúng tôi như thế là có anh đấy, của cháu thẻ tức là anh lớn nhất tức là Huy. Đấy, thì là chắc là các cụ ở đây biết rồi. Đấy, thế và người thứ hai nữa là chị, tức là chị dâu
của chú Thẻ thì như thế là có Hiền thì đấy là gọi là anh em, đây là cái bậc bố mẹ thì như thế và bậc anh em cái này cháu Thẻ thì như thế. Báo cáo với các cụ như vậy. Kính thưa các cụ, các ông, các bà đại diện của hai bên gia đình, gia đình bên cháu Thẻ và gia đình bên cháu Thu Minh, tôi xin thay mặt bên gia đình bên nhà gái thì tôi xin giới thiệu là với bên nhà trai là có các cụ, các ông, các bà, các anh, các chị, cô dì, chú bác của cháu Minh, các anh, các em, bạn bè của cháu cũng đến dự buổi tiễn cháu về nhà cháu hôm nay. Thế thì ngoài ra thì còn có một số cụ, tức là có cụ bên nội thì là có đây là ông chú của cháu là ông Ngô Phi Tường, Phi Tường đó, cháu là ông Ngô Phi Tường cả người chị của cháu nhà chồng. Thứ hai nó có cụ ngoại đầu tiên và một số các bà ông các bà chuẩn bị đến chồng đi chồng thì báo cáo thì chế hỏi con trai đi để đâu, cầm luôn đi, cầm tiền quần đâu, mấy người mình đang ghét dưới, cầm luôn đi, về nơi sắp tiền cho mình, thế sát vào nhau tí đi, mở ba lên nhìn vào không khí như này. Mình ơi, mình mi thể ghé sát vào nhau đi, ghé sát vào nhau đi. Một đứa cảm tưởng là hai cao chóc tay nhìn lên mặt đời rồi ra kia con vái ba vái qua để cắm vào ban nhang đấy, cắm vào chim ra con trong này không có cả đây có ra ngoài kia như con đã gia đình trao tặng phẩm này hoa. Đúng rồi, nhưng mà đánh mặt như tôi thì mới đẹp. Đánh mặt như tôi thôi. Nhìn mặt đẹp. Chị đánh mặt như tôi đây mà. Chị ơi, nhìn tôi đây không ạ? Đánh mặt cho em nữa. Mà bà đưa nó, cả nhà nhìn tôi đây nhá. Cô xin mời chúng ta ra ngoài kia đây. Các con của ông bà mà bà chị ở và Thôi chụp ra mặt anh Nhiệt phải to ra. Cháu về nhà chồng là xin mời. Tay cứ cởi áo ra. Tuyến ơi, nhìn nào. Để có công việc khác. Đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Xin mời ông huynh. Tôi như dòng nước trôi đầu buồn nhớ những ngày ấy, những đêm trường ra lạnh nhẹ và cha nằm ôm con sưởi ấm những cành dài ơi. Và con ơi chớ bao giờ rồi bạn trẻ nguyện chứng kiến lễ trao nhẫn cưới của đôi bạn trẻ trên đây, xin chào kính mời toàn thể hôn. Kính thưa các cụ, đan sắc 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 cho anh mặt vàng, đưa môi môi quá mịn màng, lưu linh chảy khắp thân nàng, thân anh lần đầu trong đội thanh xuân trực chỗ nhớ đến bà em hôm sau. Chương trình này biên tập kỹ thuật viên Tân Âm Trần Tiến thực hiện chương trình đến đây để kính chuyển tới toàn thể hôn trường một lời chúc sức khỏe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cứ suốt ngày ở trong vườn làm sao nó có không khí nó vất vả cả ngày. Cho nhà nó tất cả từ A đến Z bác cho nó cho hết cả rồi sau tôi mới chửi, tôi bảo là mày ngu mày như con chó cứ được cái đẹp mà đứa cho.